Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm, mối tình dang dở với Vũ Linh là cuộc sống đầy biến cố tại Mỹ. Đi phục vụ, từng được Mỹ Anh danh là thần đồng cải lương, sánh cùng nghệ sĩ Vũ Linh. Thế nhưng nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm sau đó đã trải qua một cuộc sống biến cố tại Mỹ với hai lần đò đổ vỡ, phải đi làm phục vụ. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tâm, là con gái của nghệ sĩ Nam Hùng và cố nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Thanh Thanh Tâm sớm đã thừa hưởng những tinh hoa cải lương. Tài không đợi tuổi, bà theo chân ba mẹ đi hát từ năm 4 tuổi đến năm 8 tuổi, đi đóng phim và được mọi người yêu ái gọi là danh xưng thần đồng cải lương. Thanh Thanh Tâm có đôi mặt rất buồn, nét đẹp thanh tú, một nét đẹp sang. Khi diễn thì có nhiều sâu nội tâm nhân vật, khi diễn các vở tuồng xã xứ hay tuồng tàu, điệu múa nhuyễn nhuyễn và đúng phong cách tuồng tàu hay gọi là tuồng cổ, nên Thanh Thanh Tâm hát tuồng nào cũng hay cùng đẹp. Tuy là thần đồng trong giới cải lương, nhưng cái tin Thanh Thanh Tâm thực sự tỏa sáng, trở thành một hiện tượng khi cô cặp cùng nghệ sĩ Vũ Linh tại đoàn Hữu Trang 2 vào năm 1987. Cả hai đã tạo nên một cặp tình nhân sân khấu mùi mẫn qua các tuồng như Nước Mắt Bão Lũ, Tình Yêu Tên Cướp, Hòm Võng Xu, Cha Phu Đi Chứ, Những Đứa Con Oan Nghiệt. Trong suốt 2 năm dài, cặp đôi là một hiện tượng kỳ lạ khi Thanh Thanh Tâm hay Vũ Linh hát với một diễn viên nào khác thì thu hút khán giả mạnh liệt như hai nghệ sĩ này hát chung với nhau cùng một tuồng. Khán giả hình thành những fan để hoan hô ủng hộ nồng nhiệt Thanh Thanh Tâm và Vũ Linh. Đến độ khán giả la oá, phản đối không vào Vũ Linh hay Thanh Thanh Tâm hợp cặp với nghệ sĩ nào khác. Mãi đến khi xuất hiện của nghệ sĩ Tài Linh, đôi tình nhân này mới tách ra. Nhiều khán giả đã quá say mê Vũ Linh và Thanh Thanh Tâm đã cho rằng Tài Linh là kẻ đã phản đối tên đồng ngọc nữ của sân khấu. Tuy nhiên sau thời gian hát cặp với Vũ Linh, Tài Linh lại lột sáng thành sao và khán giả cùng dần quen với cái tên Thanh Thanh Tâm bên cạnh Vũ Linh một thời. Năm 1981, cô kết hôn với con trai đạo diễn Lưu Chi Bằng. Đến năm 1988, cô sinh con gái đầu lòng mang tên Thị Ca Giao. Khoảng năm 1988, cô và chồng ly hôn, cô gái cùng với mẹ. Năm 2000, cô tái hôn với một người chồng ngoài nghề hát. Chồng cô luôn giúp đỡ và khuyến khích cô Thanh Thanh Tâm có dịp xuất trên sân khấu. Thế nhưng hạnh phúc không kéo dài, nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm ly hôn chồng. Không lâu sau đó, cô một mình nuôi hai con ăn học. Chạm ngưỡng tuổi 60, bà vẫn được khán giả đồng nghiệp yêu thương nhắc đến dù đã rời xa ánh đèn sân khấu. Đáng tiếc cuộc sống đời tư của bà không may mắn khi sự nghiệp trái lòng. Tại chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà tập 114 với Thúy Nga, nghệ sĩ ngậm ngùi: "Trong lòng tôi suy nghĩ cái hào quang đó là tự nghề, cố gắng hát thôi. Chứ thực sự tôi không thích, mỗi lần hào quang ở trong nghề của tôi tới, y rằng sau đó sẽ có một điều không may mắn đến. Nhất là chuyện tình cảm trong cuộc đời đi hát, mấy chục năm rất nhiều lần tôi bị tổ nghiệp không đi hát nữa, nhưng tổ nghiệp không cho." Được biết, thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm gác lại tất cả sang Mỹ định cư, làm lại từ đầu trước khi nữ nghệ sĩ đã đi lưu diễn ở Mỹ nhiều lần nhưng chưa từng suy nghĩ sang ở luôn. 10 năm bên Mỹ dù đối mặt rất khó khăn, tuy nhiên khi ở đất khách quê người, nuôi hai con ăn học, nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm cũng chưa một lần hối hận hay hổ thẹn với những công việc chia tay bà đã chọn. "Vừa qua Mỹ tôi đi học làm nai mà có nhiều sự lắm khiến tôi sợ. Được 2 năm thì tôi nghỉ rồi đi làm bưng bê, dọn bàn, thu ngân cho một tiệm phở. Một mình thời gian của quản lý nhiều tuổi hơn tôi. Tôi thấy công việc đó không có gì xấu hổ. Nó cũng là công sức của mình. Tôi quay trở lại làm nai, chăm sóc da mặt tới bây giờ là 8 năm. Dần dần cũng phải chấp nhận theo ngày này.
con mình thấy mẹ lâu lâu về nhà khóc. Bà bảo đừng đi làm nữa, các con lo được. Mà không ở không được, nữ nghệ sĩ chia sẻ. Định cư ở xứ người, nhưng lửa nghề của Thanh Thanh Tâm vẫn cháy đều cháy đượm. Bà mang từ Việt Nam qua mấy thùng đồ diễn, kịch bán tuồng. Khi nào có xu diễn, nhận lời để thỏa mãn với nghề. Trước thắc mắc của nghệ sĩ Thúy Nga về chuyện tình yêu với nghệ sĩ Vũ Linh, ngoài đời Thanh Thanh Tâm khẳng định đây chỉ là tình yêu trên sân khấu. Ai hát chung với anh Linh cũng thích vì anh rất nâng đỡ cho người bàn diện. Từ chỗ nâng đỡ sau này sẽ thành chỗ diện kết hợp với nhau. Chúng tôi chỉ có tình yêu trên sân khấu thôi, còn ra đời tôi với anh Linh cãi nhau suốt. Nhiều khi trong hậu trường cãi mà không nhìn mặt nhau luôn, nhưng bắt đầu tới cánh diễn là phản ôm nhau thắm thiết. Chích cánh đổ vô lãi dẫn tiếp, cũng có một đôi lần chúng tôi dẫn nhau tới mức không muốn diễn chung, nhưng đó là sự hiểu lầm thôi. Đôi khi mình dẫn nhau vì đó, nhưng bước ra sân khấu tôi còn có là Thanh Thanh Tâm nữa mà nhân vật trong vở diễn. Anh Vũ Linh cũng không phải là Vũ Linh nữa, bà bày tỏ. Theo nghệ sĩ Diệu Hiền, người thầy đáng kính của nghệ sĩ Vũ Linh, ông từng đưa nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm đến ra mắt và bày tỏ ý định lập gia đình. Nghệ sĩ Diệu Hiền khuyên học trò nên chậm lại để xem tình cảm phát triển thế nào rồi hãy về quê nói chuyện với mẹ ruột. Nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm tiết lộ thêm, tôi phân vân tại sao người ta nói bên Mỹ phải cần một người đàn ông, mỗi người cứ kiếm người làm mai cho mình. Tôi cũng hơi khó tính một chút, giới thiệu ai, nói ai không được, mà thực sự tôi cũng không muốn. Tôi thấy bên Mỹ sống một mình sướng mà, đâu cần người đàn ông, cái gì tôi cũng tự làm được hết. Ngày còn trẻ tôi quên cũng nhiều, bây giờ tôi mệt rồi. Tôi cũng nghĩ chắc con cũng không muốn tôi đi bậc nữa. Các con thấy chuyện tình cảm của tôi không tốt, buồn nhiều hơn vui, nên nghĩ mẹ ở vậy, tốt rồi. Bà cũng không tham vọng và chỉ mong live show có đầy đủ anh em nghệ sĩ để thỏa mãn nỗi nhớ nghề, nhớ đồng nghiệp. Ngoài đời, nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm giống như người phụ nữ bình thường, chán dĩ mà đa đoan, chiếu sang mà quyết đoán. Sự cố mặt của Thanh Thanh Tâm trên sân khấu cũng như ở ngoài đời với các bạn bè hay người ái mộ luôn mang theo một cái gì tươi trẻ và nồng ấm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.